A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Chào mừng tất cả các em đã đến với video bài giảng ngày hôm nay. Và các em đã chuẩn bị cho bài học này chưa nhỉ? Đúng rồi, thì bây giờ chúng mình cùng nhau mở sách giáo khoa và bắt đầu bài học ngay bây giờ nhé. Và hôm nay thì cô và trò chúng mình sẽ cùng nhau học Unit 9, What are you doing? Nào, bây giờ thì chúng mình cùng nhau mở sách giáo khoa trang số 90 và số 91. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học phần đầu tiên, preview của Unit 9 nhé. Trong phần preview của Unit 9 này, thì chúng mình sẽ cùng nhau lần lượt giải quyết các bài tập A, B và C ở trang số 91. Các em, trước khi học bài, trước khi làm bài thì chúng mình có thể chuẩn bị thêm một chiếc bút và một quyển vở ghi để chúng mình có thể ghi lại những từ mới cũng như các cấu trúc ngữ pháp quan trọng hoặc các kiến thức mới mà chúng mình học được trong lúc chúng mình làm bài, có được không nào? Nào, bây giờ chúng mình cùng bắt đầu ngay bây giờ nhé. Đầu tiên, chúng mình có bài tập A. Listen. Number what each person is doing in the order you hear them. 1, 2, 6. Có nghĩa là bài này chúng mình sẽ nghe này. Sau đấy chúng mình sẽ đánh số vào mỗi cái ô trống này theo thứ tự về những cái việc mà người nào đó đang làm theo như bức tranh mà chúng mình nghe được. Ví dụ như chúng mình có bức tranh thứ nhất là texting, đúng không? Đó thì người ta đã điền sẵn cho mình đây rồi. Và bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu ý nghĩa của những cái bức tranh này nhé. Đầu tiên, chúng mình có bức tranh thứ nhất, taking a photo. À, ở đây có hình ảnh của chiếc máy ảnh đúng không nào? Vậy thì chúng mình có thể đoán được taking a photo là gì không nhỉ? À, taking a photo có nghĩa là chụp ảnh. Tiếp theo, ở đây có một lá thư. Và đây có checking email, đúng không? Có nghĩa là kiểm tra hòm thư, kiểm tra thư điện tử. Email có nghĩa là thư điện tử nhé. Tiếp, chúng mình có bức tranh số 3. Bức tranh số 3 là hình ảnh một chiếc điện thoại và đây phát sóng đúng không nào? Vậy thì chúng mình có thể liên tưởng đến hoạt động gọi điện thoại đúng không nào? Và ở đây chúng mình có calling a friend, có nghĩa là gọi cho một người bạn. Bức tranh số 4, à chúng mình thấy đây là những cái biểu tượng của đoạn hội thoại đúng không nào? Và đây có từ chatting, chatting thì có nghĩa là nói chuyện. Và bức tranh số 5, playing a game, có nghĩa là gì nhỉ? Là chơi, trò chơi. Và bức tranh cuối cùng, hình ảnh một điện thoại này, một chiếc điện thoại đúng không? Và đây có biểu tượng là SMS đúng không? Thì SMS chính là message, đó, là tin nhắn ý. Và chúng mình có động từ texting, có nghĩa là nhắn tin. Cô sẽ nói lại ý nghĩa của 6 bức tranh này một lần nhé. Thứ nhất, chúng mình có taking a photo, có nghĩa là chụp một bức ảnh. Thứ hai, chúng mình có checking email, có nghĩa là kiểm tra thư điện tử. Bức tranh số 3, chúng mình có calling a friend, có nghĩa là gọi điện cho một người bạn. Bức tranh số 4, chatting, có nghĩa là trò chuyện. Số 5, playing a game, có nghĩa là chơi một trò chơi. Và số 6, texting, có nghĩa là nhắn tin. Nào, bây giờ chúng mình cùng nghe audio và chúng mình đánh số thứ tự theo audio nhé. 1. Hey, Joe, what are you doing? Hey, I'm texting my brother. Đầu tiên chúng mình có là bạn nam, bạn ý được hỏi là bạn ý đang làm gì đúng không nào? What are you doing? Đúng không nào? Và bạn nam, bạn ý đã trả lời là gì nhỉ? I'm texting, đúng không? Và chúng mình phát hiện ra một cái keyword, động từ đó chính là texting. Vì vậy nên chúng mình sẽ điền số 1 cho bức tranh số 6, có nghĩa là bức tranh số 6 được nhắc đến đầu tiên đúng không nào? Vậy thì bức tranh nào sẽ được nhắc đến thứ hai thì chúng mình cùng nghe nhé. 2. Where's Sarah? She's over there.
What's she doing? She's calling her friend. Chúng mình có bạn thứ hai là chính là bạn Stella đúng không nào? Thì bạn ấy không trực tiếp nói mà bạn ấy được nhắc đến bởi hai người. Thứ nhất thì người phụ nữ đã nói rằng là Where's Stella đúng không nào? Stella ở đâu? Và bạn nam sẽ trả lời là She's over there, có nghĩa là cô ấy ở đằng kia. Và bạn nữ thì hỏi là What's she doing? Cô ấy đang làm gì đúng không nào? Và bạn nam trả lời là She is calling her friend. Chúng mình nghe được cái keyword đó chính là gì nhỉ? Từ khóa nào nhỉ? À, đó chính là từ calling her friend, đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ điền vị số 2 vào bức tranh số 3 đúng không nào? Calling a friend, nghĩa là đang gọi cho một người bạn, đúng không? Nào bây giờ chúng mình cùng đến với bức tranh số 3 nhé. Số thứ tự thứ 3. 3. What's Brian doing on my laptop? He's checking his email. Bạn nữ đã hỏi bạn nam là cái bạn đấy, có một bạn nam khác, bạn nam thứ ba đúng không? Đúng không nào? Thì đang làm gì ở trên laptop, trên máy tính của bạn nữ đấy? Thì bạn nam lại trả lời là He is checking email. Đúng không nào? Cậu ấy đang kiểm tra lại, kiểm tra thư điện tử đúng không nào? Và chúng mình nghe được cái cụ, cái keyword đó chính là checking email đúng không? Và vì thế nên chúng mình sẽ chọn bức tranh số 2 và điền số 3 ở dưới nhé. Nào chúng mình cùng đến với số thứ tự 4 xem nào. Số thứ 4 sẽ điền vào bức tranh nào nào. 4. Hey, come on, let's go. We're late. Just a second. What are you doing? I'm taking a photo. Okay. What are you doing? Bạn đang làm gì thế? I'm taking a photo. Đúng không nào? Chúng mình nghe được cái câu là bạn đang làm gì thế này, đúng không? What are you doing? Và chúng mình nghe được là I'm taking a photo. Vì vậy chúng mình sẽ chọn bức tranh số 1 và điền số 4 vào đây nhé. Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ còn hai bức tranh là bức tranh số 4 và bức tranh số 5. Vậy thì không biết đâu sẽ là vị trí số 5 và đâu sẽ là vị trí số 6. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe nhé. Okay, hurry up. 5. Is your sister coming with us? Is your sister coming with us? Chị cậu có đi cùng với chúng mình không? No, she's busy. No, she's busy. She's chatting with her classmates. She's chatting with her classmates. Đúng không nào? À, vậy chúng mình nghe được cái từ nào nhỉ? Đó chính là từ chatting, đúng không nào? Đó chính là keyword của chúng mình. Và như vậy chúng mình sẽ biết được là bức tranh số 5 chính là bức tranh số thứ tự 5 chính là bức tranh số 4 đúng không nào? Và cả câu chúng mình có là She is chatting with her classmates. Đúng không nào? Để chúng mình sẽ điền số 5 vào đây nhé. Để chúng mình cùng nghe tiếp nào. 6. What's Anna doing? Is she watching a movie? Is this watching a movie? Cô ấy có đang xem phim không? No, she's playing a game on her laptop. No, she's playing a game on her laptop. Đúng không nào? Vậy thì chúng mình nghe được là playing a game, đúng không? Và chúng mình sẽ điền số 6 vào bức tranh số 5 nhé. Và chúng mình nghe được cả câu đó chính là gì nhỉ? She is playing a game on her laptop. Đúng không nào? Nghĩa là cô ấy đang chơi game ở trên máy tính của cô ấy. Và như vậy thì chúng mình có các bức tranh được đánh số thứ tự lần lượt là 4, 3, 2, 5, 6 và 1 nhé. Chúng mình cùng kiểm tra lại một lần nữa nào. Rồi, và đó là tất cả của bài tập A. Các em nhớ này, ở chúng mình có các từ chỉ hành động như là taking a photo, có nghĩa là chụp ảnh, checking email, có nghĩa là kiểm tra
thư điện tử, calling a friend có nghĩa là gọi điện cho bạn, chatting có nghĩa là nói chuyện, playing a game có nghĩa là chơi game, chơi trò chơi, và texting có nghĩa là nhắn tin nhé. Nào, bây giờ thì chúng mình cùng đến với bài tập B. Bài tập B với yêu cầu đó chính là How teachy are you? Complete the survey on page 135 and see your result. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là ở bài này thì chúng mình sẽ hoàn thành một cái khảo sát ở trang số 135 và chúng mình sẽ kiểm tra cái kết quả mà chúng mình thu được. Thì chúng mình có một từ đây đó chính là từ techy, đúng không? Techy có nghĩa là chuyên, tức là kiểu người giỏi về một cái gì đấy. Đó. Thì mình sẽ xem là mình có kiểm tra xem mình này, hay bạn mình thì giỏi hay là chuyên về cái gì đấy nhá. Đó thì chúng mình có cái bảng ở trang số 135 như sau. Bảng này thì gồm có 4 cột này và các hàng như thế này. Hàng đầu tiên thì nó là cái câu đầu tiên của một tức là cái phần đầu tiên của một câu, của một câu hỏi. Còn những cái hàng tiếp theo của cùng cái cột một đấy thì nó sẽ là cái phần phía sau của cái câu hỏi đó. Ví dụ nhé, in one day how many texts do you send, có nghĩa là trong một ngày thì có bao nhiêu tin nhắn mà bạn gửi đi, đúng không nào? Còn ba cột còn lại thì nói về chỉ tần suất, chỉ về số lượng. Thứ nhất là mình có là 0 to 2 này, rồi mình có 3 to 6, và cột thứ ba đó chính là 7 or more. Đó, thì ví dụ như trong một ngày mà mình những cái tin nhắn mà mình gửi đi nó nhiều hơn 7, đúng không? Từ 7 trở lên thì mình sẽ đánh dấu vào cột thứ ba. Còn nếu nó chỉ từ 3 đến 6 bức thư thôi, hàng 6 tin nhắn thôi, thì chúng mình sẽ điền vào cột thứ hai, hoặc là từ 0 đến 2 thì chúng mình sẽ điền vào cột thứ nhất, đúng chứ nào? Đó, thì ở đây chúng mình có các câu như sau này. In one day, how many texts do you send? Có nghĩa là trong một ngày thì có bao nhiêu tin nhắn bạn gửi đi này. Rồi dòng thứ hai thì là games do you play on your phone? Có nghĩa là in one day, how many games do you play on your phone? Có nghĩa là trong một ngày thì bạn chơi bao nhiêu trò chơi ở trên điện thoại của mình, được chưa nào? Tiếp theo này, hours do you spend on your laptop? Có nghĩa là in one day, how many hours do you spend on your laptop? Có nghĩa là một ngày thì bạn dùng máy tính bao nhiêu tiếng, đúng không? Tiếp thứ thứ tư này, times do you check your email? Có nghĩa là in one day, how many times do you check your email? Trong một ngày thì bao nhiêu lần để kiểm tra cái thư điện tử của mình? Số 5, friends do you chat with online? In one day, how many friends do you chat with online? Có nghĩa là trong một ngày thì bạn trò chuyện online, trò chuyện trực tuyến với lại bao nhiêu người bạn? Và cuối cùng chúng mình có là phone calls do you make? In one day, how many phone calls do you make? Có nghĩa là trong một ngày thì có bao nhiêu cuộc gọi, bạn đã có bao nhiêu cuộc gọi, đúng không nào? Nếu là 0 đến 2 thì tích vào đây, đúng không? Tích vào cột số 2. Còn nếu là 3 đến 6 thì tích vào cột số 3, và 7 lần trở lên thì chúng mình sẽ tích vào cột số 4 nhé. Và chúng mình có cái survey results, kết quả khảo sát như thế này. Count your points. 1 to 2 equals 1 point. 3 to 6 equals 2 points. And 7 or more equals 3 points. Có nghĩa là từ 0 đến 2 lần thì sẽ được 1 điểm này. Từ 3 đến 6 lần thì sẽ được 2 điểm.
và từ 7 lần trở lên thì sẽ được 3 điểm. If your total is 1 to 7, you take your time with technology. You like to spend more time with people around you. If your total is 8 to 14, you balance your time well between the online world and the real world. If the total is 15 or more, you find it very hard to live without technology, even for a day. Có nghĩa là nếu như tổng điểm của chúng mình từ 1 đến 7 điểm, thì chúng mình dành thời gian cho công nghệ, dành thời gian cho việc sử dụng các thiết bị công nghệ, ví dụ như là chúng mình nhắn tin này, hay chúng mình chơi game, hay chúng mình dành thời gian trên máy tính này, rồi chúng mình kiểm tra thư điện tử, đúng không? Rồi là chat online with friends, chúng mình nhắn tin bạn bè đấy qua Messenger, qua Zalo, hay là chúng mình gọi điện ấy. Đấy, cái thời gian chúng mình làm như thế rất là ít, và chúng mình dành nhiều thời gian cho những cái người xung quanh chúng mình hơn, đúng không? Thậm chí cho bản thân chúng mình nữa. Đấy. Và nếu như mà tổng điểm của chúng mình là từ 8 đến 14 thì chúng mình cân bằng rất là tốt cái thời gian giữa việc giữa cái thế giới online và thế giới thực, đúng không nào? Tức là chúng mình sẽ cân bằng được là chúng mình dành cái thời gian đấy trong một khoảng nhất định thôi, còn sau đấy thì chúng mình vẫn dành nhiều thời gian cho bản thân chúng ta và những người xung quanh chúng mình, đúng không nào? Tiếp theo này, nếu như mà cái tổng điểm của chúng mình 15 điểm trở lên thì chúng mình thấy rất là khó khi mà sống không có công nghệ, đúng không? Chúng mình sẽ cảm thấy bứt rứt nếu mà một ngày mà chúng mình không sử dụng công nghệ đó, thậm chí là chỉ trong một ngày thôi mà sống without technology, sống mà không có công nghệ, không nhắn tin với bạn bè, không không online, không vào laptop xem cái gì đấy, hoặc là không check email, thì chúng mình sẽ cảm thấy rất là bứt rứt đó. Thì đó là cái kết quả. Thì bây giờ chúng mình sẽ điền tức là tự khảo sát chính mình và điền kết quả vào đây. Sau đấy chúng mình sẽ tự tính điểm. Đấy, xem chúng mình thuộc loại nào. Loại từ loại 1 là có thể sống xa thiết bị công nghệ, hay loại 2 là cân bằng tốt, hay loại 3 là không thể sống xa thiết bị công nghệ nhé. Tiếp theo, chúng mình cùng nhau chuyển đến bài tập C. C, talk with a partner. Compare your results. À, có nghĩa là ở bài tập này thì chúng mình sẽ cùng nhau nói chuyện với lại các người, những người bạn của chúng mình, và sau đấy chúng mình sẽ so sánh cái kết quả này. Đó, khi mà chúng mình vừa làm được cái survey, làm được cái khảo sát ở bài tập B, đúng không? Thì chúng mình sẽ cùng nhau so sánh những cái kết quả của chúng mình với nhau để xem là bạn nào thuộc cái loại nào, đúng không? Và chúng mình cũng chia sẻ cả những cái mà chúng mình làm khảo sát, ví dụ như là I send 7 or more texts in a day, nghĩa là tôi gửi nhiều hơn 7 hoặc là nhiều hơn 7 cái tin nhắn mỗi ngày đó. Really, I only send 3 or 4 texts, nghĩa là bạn khác thì có thể trả lời là ô thật đó, tớ chỉ gửi có 3 đến 4 cái tin nhắn mỗi ngày thôi đó. Thì chúng mình sẽ chia sẻ với nhau về những cái thông tin liên quan đến cái bảng khảo sát đấy. Ví dụ như là how many texts do you send in a day này, đúng không nào? Rồi là liên quan đến hours you spend on chatting with friends online, đúng không nào? Tức là liên quan đến thời gian mà mình dành để chat với bạn bè online, đúng không? Rồi số lần checking email, đúng không nào, vân vân. Đó thì chúng mình sẽ cùng nhau nói chuyện với bạn để chia sẻ với bạn về kết quả của chúng mình và những cái thông tin trong cái khảo sát của chúng mình nhé. Vậy là cô và trò và chúng mình đã cùng nhau giải quyết hết các bài tập của ngày hôm nay, đúng không nào? Và video bài giảng ngày hôm nay cũng đến đây là kết thúc mất rồi. Cảm ơn tất cả các em đã đồng hành cùng với cô trong suốt video bài giảng ngày hôm nay nhé.
Và hẹn gặp lại tất cả các em trong những video bài giảng lần sau. Goodbye and see ya! Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.